sau khi ông chụp bức ảnh này, câu chuyện về cái vấn đề ông về sau ông đi tìm lại những người ở trong bức ảnh cũng rất ly kỳ. Rồi. Ông có thể chia sẻ cái giai đoạn đó ạ? Vâng. Như vậy là này, tức là cái bức ảnh nó nằm im mấy chục năm đấy, hơn 30 năm đấy. Vì này do thứ nhất là sau khi chiến tranh thì tôi được Thông xã Việt Nam cử đi học sâu thêm về nghiệp vụ báo chí bên Cộng hòa Dân chủ Đức, mất 5 năm thì tôi về. Và như vậy tôi về thì cái liên hệ của tôi với anh em mà tôi đã chụp ảnh hay công tác ấy, thì nó không còn có cái mối liên lạc mới nữa. Đây là một. Thứ hai, nói thực là những năm đó là những năm mà Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, bị cấm vận, rồi thì là kinh tế bao cấp nó có nhiều hạn chế, cho nên là chúng tôi cũng như là nhân dân cả nước lúc đó là lo mà cuộc sống trước mắt là nhiều. Đấy. Chúng tôi rất vui là không có chiến tranh nhưng mà cái cuộc sống nó khó khăn. Đấy. Thì chúng tôi phải lo nó, cho nên cũng không nghĩ đến cái số phận của bức ảnh của mình. Thế nhưng mà đến khi mà tôi làm triển lãm, tôi lục lại thì lúc đó là năm 2007, thì lúc đó là cái thứ nhất là đời sống kinh tế đã khác, thứ hai là quan điểm của chúng tôi kể cả người phía Bắc và phía Nam cũng đã khác về cái chiến tranh ngày xưa. Và quả thực là chúng tôi không nghĩ đến cái chuyện hận thù Bắc Nam đó, mà chúng tôi muốn là cũng như hai người đến là khoác vai nhau để mà xây dựng đất nước. Cho nên tôi quyết định là công bố bức ảnh này. Và được biết là ông đã cố gắng đi tìm hai người trong ảnh. Có. Tôi thì bận nhiều việc cho nên là không làm được việc. Thế tôi có nhờ một số anh em là đưa lên Facebook hoặc đưa lên mạng làm câu hỏi là và cũng đưa đến một số anh em cựu chiến binh hỏi xem là có biết cái người lính này là ở đâu không, đơn vị nào không, nhưng mà họ không tìm ra. Nhưng đến khi mà phóng viên báo Tuổi Trẻ, các anh ấy đến, anh ấy tìm hiểu, và anh phóng viên này là người ở Quảng Trị thì anh rất thông thạo cái địa hình Quảng Trị và con người Quảng Trị, thì anh đã tìm ra và anh đã giới thiệu trên cái tờ báo Tuổi Trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh gần đây thôi, tức là trong cái dịp này. Mà tôi rất mừng, tức là gì, là hôm 26 tháng 12, thì như vậy là 26 tháng 4, là tôi được mời vào trong Thành phố Hồ Chí Minh để khai mạc cái triển lãm của bạn tôi là ông Văn Sắc tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Thì trên đường đi thì như vậy là anh Hoài Linh ở báo Tuổi Trẻ có gọi điện là muốn chụp lại cái bức ảnh cá nhân tôi với cái bức cá nhân tôi và cái bức ảnh này để giới thiệu, vì anh chưa hài lòng với cái bức ảnh mà phóng viên đã chụp. Thì tôi bảo với tôi đang trên đường ra sân bay thì làm sao mà chụp được. Thế mà ôi thế tốt quá, thì vào thành phố chiều nay anh cho em ít thời gian mà để cho phóng viên ra chụp. Và cái bạn phóng viên đó lại muốn là tôi đứng ở trước cổng Dinh Độc Lập. Tôi bảo thế cũng được, bây giờ thì tùy yêu cầu của nhà báo, đồng nghiệp, thì tôi cũng biết là yêu cầu làm sao nó thuận lợi để thông tin này được. Thì đây là họ đã chụp ảnh tôi tại trước cổng Dinh Độc Lập và đưa vào luôn cái bài báo đã viết của anh Quốc Nam. Đấy. Và sáng 27 thì đã được sử dụng ở đây. Thế sử dụng đây thì tôi cũng rất là vui, là sau cái bài báo đó đăng trên cái bài báo đó thì rất nhiều người là có hỏi đến tôi. Và cũng chính bài báo đó mà chúng tôi đã tìm tới ông. Vâng. Cũng có thể nhân đây cũng kể luôn cái giai thoại kiếm ông Chu Chí Thành. Thực ra là mấy bữa nay trong cái đợt các nhà báo quốc tế đã từng tham gia vào chiến trường Việt Nam trong cái vai trò báo chí thì chúng tôi đã gặp nhau, đi với nhau nhiều ngày, ăn trưa với nhau nhiều ngày. Nhưng mà một người đàn ông ít nói, không có cầm cái tấm hình để mà đưa cho mọi người xem, thành ra hoàn toàn không biết đây chính là cái người chụp cái tấm hình mà chính cá nhân tôi cũng đã được xem
cách đây mấy năm mà không thể tin đó là một cái bức hình có thật. Và cho tới ngày hôm nay, cách đây mấy tiếng đồng hồ thì qua trang Facebook có một người khán giả của Phobosa TV đã gửi bài báo. Và khi xem tới cái hình, thấy ông đứng ngay trước Dinh Độc Lập với tấm hình đó của phóng viên báo Tuổi Trẻ chụp, thì mới giật mình nhận ra đây là cái người mà mình mấy bữa nay gặp nhau mà không biết để mà phỏng vấn. Và chúng tôi đã cố gắng gọi cho các nhân viên của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như những nhân viên của Bộ Ngoại giao, vụ báo chí Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên mọi người có lẽ đã hết giờ làm việc, thành ra là không gọi được. Chạy xuống dưới đây, ngay lobby của khách sạn Hương Sen này, thì vô tình thấy một cô phóng viên của một cô phóng viên người Pháp của tuần báo L'Humanité của Pháp. Cô ấy đang ngồi đó, thì mới nhớ ra là vài hôm trước thấy ông và cô ấy có chụp hình với nhau, chung với nhau một cái bức ở một cái chỗ chúng ta tới xem. Thì mới hỏi cô ấy là cô có biết cái ông đó không và có số phone không? Cô nói có. Thế cô mới nói nhưng mà bây giờ tôi bỏ trong cái vali tại vì còn mấy phút nữa tôi đi ra phi trường để về trở lại Pháp. Thì cô mới rất nhiệt tình, cô lật đật cô mở vali ra, cô lấy cuốn sổ ra và mới có được cái số phone của ông Thành và gọi. May mắn thay là ông Thành cũng đã sẵn sàng để gặp chúng ta, không ấy thì ông Thành ngày mai cũng đã ra Hà Nội, không có gì phải gặp. Quay trở lại thì hai cái người ở trong bức ảnh đó, thì trong cái bài báo của phóng viên báo Tuổi Trẻ cũng có nói về cái việc kiếm, nhưng mà sẵn ông ở đây ông kể lại cái chuyện mà tìm được người lính miền Bắc, tìm được tông tích của người lính miền Bắc như thế nào. Cái tìm được này là chính phóng viên Tuổi Trẻ họ làm. Tôi là trong cái 2-3 tuần gần đây tôi không làm. Và đến cái hôm 26 tôi có gọi điện cho anh Quốc Nam là phóng viên của báo Tuổi Trẻ, thì anh có nói tôi là cháu đã tìm ra là cái người lính này quê ở Thạch Thất đấy, ngoài Bắc, chính là người ngoài Bắc, và bà vợ của anh lính này thì đang ở Huế đấy. Thế và có đến cái chốt Long Quang để hỏi, thì như vậy là những cái ông ngày xưa lúc ấy là xã đội trưởng đấy, rồi thì những người bộ đội đấy thì là gặp, thì họ cũng có biết được sự kiện này nhưng họ không biết là có bức ảnh này, họ cũng không nhớ hai người lính này. Nhưng về sau ấy là nhân cái dịp 30 tháng 4 này, thì như vậy là có một cái đoàn cựu chiến binh ở Thạch Thất ấy, ngày xưa họ đóng ở Quảng Trị đấy, họ đến cái chốt này họ thăm bà con. Thì như vậy cái anh nhà báo này mới đưa cái tấm ảnh này ra, thì cuối cùng là họ nhận ra đấy, tức là họ nhận ra cái người lính này, và họ mới giới thiệu cái địa chỉ gia đình của anh này, và anh này đã tìm được gia đình ở Thạch Thất, tên tuổi, địa phương, rồi thì là cả cái hoàn cảnh sống của gia đình, bây giờ là chị vợ là vào trong Huế làm ăn đấy. Và tuy nhiên là được biết là ông ấy đã qua đời khi rất tiếc, tôi thấy là rất tiếc. Tôi khi mà biết được cái tin là thấy được gia đình, nhưng mà chú Nam có nói là tiếc là anh đã mất 5-6 năm này rồi, thì tôi rất là buồn. Khi chưa gặp được những người này thì tôi có nói với một số nhà báo rằng tôi là có cái nợ với hai cái người lính này, vì người ta cần một cái bức ảnh để chụp lưu niệm. Thế mà như vậy bao nhiêu năm tôi không tìm được, tôi đưa cho họ, cho nên bây giờ thấy được một người rồi, mà có lẽ là tôi sẽ tìm đến gia đình anh ta để làm cái ảnh để tặng cho anh ta, bởi vì trong cái album của gia đình họ thì tất nhiên là không có ảnh này, mà bức ảnh này không phải là chỉ đơn giản là cái kỷ niệm cá nhân, đương nhiên là cá nhân, nhưng mà nó có mang một cái ý nghĩa theo tôi là rất lớn, nó gắn bó với cái cá nhân đó với thời đại, với thời cuộc đấy. Và tôi cũng muốn là tìm thấy cái địa chỉ của cái người lính phía Sài Gòn, hy vọng rằng là anh ta còn sống thì rất là may. Tại vì một nhà báo, vợ chồng nhà báo người Đan Mạch mà làm ở Nam Phi đấy, cũng cái dịp này là cách đây 2 tuần họ có hỏi tôi, thì họ đặt một câu hỏi này mà tôi cũng sững sờ, người ta rất sâu sắc. Thế nếu như hai người lính này mà họ chết trong cái dịp mà tổng tấn công năm 75 thì ông thấy thế nào? Nếu thế tôi thấy rất tiếc, tôi thấy làm đau buồn, bởi vì họ đã được hưởng
cái giây phút hòa bình đầu tiên của Việt Nam. Họ đã khoác vai nhau. Và như vậy là trong lòng họ cũng như trong lòng tôi là nghĩ rằng không bao giờ có thể chết được vì bom đạn nữa. Đấy, tôi đã trả lời cái vợ chồng anh nhà báo người Đan Mạch như vậy. Thế thì bây giờ lại thấy tin là cái anh bộ đội ngoài Bắc là đã mất rồi. Tất nhiên là mất là do bình thường tuổi cao rồi ốm yếu thôi. Thì tôi đã đến làm mùi lòng, rất là đau lòng. Thì còn bây giờ còn cái anh lính Cộng Hòa mà nếu tìm được thì cũng là một điều rất quý, và để chúng ta ôn lại một cái lịch sử cá nhân của từng người nhưng cũng gắn liền với cái lịch sử của đất nước. Nó cái cuộc sống của chúng ta nó là như vậy. Và để chúng ta nó thực là cái ý của tôi là muốn là gì, là không bao giờ còn chiến tranh nữa và không bao giờ có sự phân cách lòng người. Bởi vì tôi cũng như rất nhiều bạn ở miền Bắc của miền Nam, gia đình chúng ta trong chiến tranh đều bị chia đôi. Tôi cũng có người chị là ở Sài Gòn mà tôi thì là ở ngoài Bắc. Hay là đằng nhà vợ tôi cũng có là họ hàng, các em của bà mẹ vợ tôi ở trong Sài Gòn, chị cũng ở Sài Gòn nhưng mà bà ở miền Bắc. Sau 7 năm thì đã sum họp. Nhưng mà do thực tế cuộc sống ấy, thì chị tôi cũng như là bà bác với lại ông cậu của bà vợ tôi lại tiếp tục sang Mỹ, không ở lại được Sài Gòn nữa. Đấy cũng là một cái nỗi buồn của từng gia đình. Mặc dù hòa bình rồi nhưng mà người ta cũng chưa được thật là yên ổn sống với nhau. Thế thì ngay trong cái khi hòa bình gặp lại thì như vậy là chị tôi, rồi thì ông cậu bà vợ tôi gặp chúng tôi thì là máu mủ ruột mềm, chả có cái gì là phân biệt, chả có gì là Bắc Nam cả, chả có gì là thù địch cả. Chúng tôi là cùng một dòng máu, cùng họ hàng với nhau, anh em với nhau. Thế tại sao có sự chia cắt? Cũng như vậy này, hai cái người lính này là họ ngẫu nhiên gặp nhau, họ có thù nhau đâu, không có gì cả. Thế cho nên là họ đã được sống cái giây phút hòa bình rồi. Đầu tiên cái giây phút tôi thấy thương liêng. Và chính là may mắn là sau 2 năm thì chúng ta đã thống nhất được đất nước và không còn chiến tranh nữa. Thế nhưng mà cái anh lính, anh nhà báo của Đan Mạch, anh ta rất là sâu sắc, anh ta hỏi: thế nếu như trong hai người lính này mà chết trong cái cuộc đó, cái cuộc mà hai bên cũng còn đánh nhau mà căng thẳng nhất là Xuân Lộc ấy, thì ông thấy thế nào? Tôi bảo thế này là điều rất là đáng tiếc. Nhưng tôi hy vọng là họ không chết. Thế thì rõ ràng là một anh lính miền Bắc đã không chết trong cái dịp đó. Thế còn anh lính Sài Gòn, tôi cũng rất muốn rằng là nếu nhờ bạn tìm hiểu được rằng là anh ấy hoặc ở bên Mỹ hoặc là ở đâu mà thấy thì để tôi mừng cho anh ta, vì anh ta số phận cá nhân đã đành nhưng mà số phận ấy cũng là số phận của chúng tôi. Một người lính phía miền Bắc đã tìm được tung tích nhưng đã qua đời. Bây giờ hy vọng tìm được tung tích của người lính phía miền Nam. Đó cũng là hy vọng của chương trình Phố Bô Sa TV. Khi làm chương trình này với nhiếp ảnh gia Chu Chí Thành. Được biết là ông lính đó theo ông nói là trong cái lực lượng thủy quân lực chiến của miền Nam. Vâng. Trong anh đọc lại trong báo là mấy cái ông ở Quảng Trị đấy, ông nhớ cái đơn vị bên đối phương thì có thể từ cái địa chỉ đó mà chúng ta có thể tìm ra được. Còn tên thì tôi không nắm được, tên tôi không nắm. Sau này ông có còn gặp thêm những người nào khác ở phía bên kia, tức là phía bên quân đội Việt Nam Cộng Hòa Sài Gòn hay không, và những cái cuộc gặp đó như thế nào thưa ông? Sau đó thì tôi không gặp nữa, và chỉ có là trong những cái ngày hòa bình mà trở lại cuộc sống bây giờ thì tôi có gặp được những cái người thân gia đình ngày xưa cũng là phía Sài Gòn, hoặc là đồng nghiệp của tôi, những nhà nhiếp ảnh. Ngay bây giờ ví dụ như là ông Nguyễn Hiền đang ở California, cũng ông nói rất vui, và ngày xưa là ông lái máy bay ra bến phà Xuân Sơn với lại phà Long Đại là ông ấy gọi bom, ông ấy bắn phá đấy, mà dưới này du kích bắn lên. Đấy. Thế thì đấy là cái chuyện quá khứ.
nhưng mà chúng tôi gặp nhau chúng tôi lại là rất là chan hòa thân ái với nhau. Và tôi chỉ tiếc một điều là năm 2009 ấy, 2008-2009 ấy, là tôi định sang Mỹ để gặp ông Lê Ngọc Minh, là cái người mà viết sách về nhiếp ảnh Việt Nam. Ông có một cái tập dày, ông giới thiệu tôi là hơn 1.000 trang. Thế nhưng mà tôi không sang được, và sau đó ông bị mất rồi. Cho nên tôi rất tiếc, mà cái tập đó nó rất có ích cho lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam. Đấy, và tôi không biết là gia đình còn giữ không. Đấy cũng là một điều tôi trăn trở. Ông là một người đã đi vào chiến trường, thấy cảnh hai bên đánh nhau, và ông cũng đã là chính cái người chụp cái bức ảnh có thể nói là có 102 hai người lính ở hai phía như vậy. Bây giờ sau 40 năm của năm 75 và sau hơn 40 năm sau khi ông đã chụp bức hình này, nếu mà có một cái điều nào đó để mà ông chia sẻ với lại những người lính của cả hai bên, người lính thắng trận và người lính thua trận của hai bên, ông sẽ chia sẻ được gì thưa ông? Tôi nghĩ một điều này, cái cuộc chiến tranh Việt Nam ấy là do hoàn cảnh lịch sử nó xảy ra, và tự nhiên ấy là chúng tôi nhân dân chúng ta là phải cầm súng là chống lại sự xâm lược của Mỹ. Đấy là theo cái nhận thức của chúng tôi, những người ở Bắc đấy. Thế nhưng đồng thời lúc đó thì lại phải đánh lại cái chính quyền Sài Gòn. Thì tôi thấy đấy là một câu chuyện lịch sử là rất là gọi là một cái câu chuyện lịch sử mà đau thương của người Việt Nam mình. Tất nhiên là cuối cùng là miền Bắc đã thắng, và cái đó là cái đấu tranh hy sinh rất là lớn của nhân dân cả miền Nam miền Bắc. Thế bây giờ chỉ nghĩ một điều này, tức là thời gian đã trôi qua rồi, thì rất nhiều người là ở phía Sài Gòn, trong chính quyền Sài Gòn ở lại đây, trong quân đội Sài Gòn ở đây, thì họ cũng không còn nặng lòng về cái chuyện hận thù nữa. Và nhất là ở ngoài Bắc ấy, thì anh em lính họ cũng không có một cái gọi là cái gì thù sâu sắc với những người lính miền Nam. Vì sau cuối cùng nhiều người nói họ cũng là những người lính miền Nam, cũng chỉ là những người mà đi đánh thuê theo cái chính quyền Sài Gòn thôi. Đấy thì đấy là cái những quan điểm khác nhau, mà có người là nghĩ như thế này, có người khác. Nhưng mà cần rút ra một điều gì thì tôi nghĩ này, tức là chúng ta hãy trút bỏ hận thù, ngay cả với đối phương, từ người Mỹ đem bom đến rồi đất nước chúng ta, rồi thì chất độc khoa học rội xuống chúng ta, bây giờ vẫn còn rất nhiều cái hậu quả. Chúng ta cũng không thù, mà đặc biệt là những cái người làm tham gia cái việc đó ấy, thì ngay bên phía bên Mỹ là họ cũng có những người ta sám hối, họ thấy là họ sai lầm, họ bị lừa. Thế thì huống hồ là chúng ta là người trong nội bộ với nhau, cùng đồng bào, thì chúng ta cần phải mở rộng lòng ra để mà đón nhận nhau, hoặc như có ai làm lỗi tha thứ cho nhau. Đấy, mà sống cuộc đời hòa bình, vì cái hòa bình quý giá lắm. Tôi thấy hai người lính này khoác với nhau, mà tại sao tôi thích tôi chụp mà tôi giữ mãi, là vì họ được hưởng cái phút hòa bình, và họ hy vọng họ sẽ sống yên lành, chứ họ không phải cầm súng bắn nhau nữa. Đấy thì bây giờ chúng ta là những người không trực tiếp cầm súng, hoặc là những người đã trực tiếp cầm súng rồi, bây giờ chút được súng đạn ra rồi thì việc gì còn thù hằn nhau nữa, đúng không? Chúng ta cũng chút cả những cái niềm thù hằn đó cùng với vũ khí, cùng với bom đạn đi, để chúng ta sống thanh thản và chúng ta thương yêu nhau. Mà đúng Việt Nam mình có chữ đồng bào, tức là cùng trong một cái bọc của cha mẹ tổ tiên đẻ ra. Đấy, thì tôi nghĩ thấy cái đó là cái quan trọng nhất thôi, chứ còn gì. Quan niệm, tư tưởng, suy nghĩ về cuộc sống giàu nghèo mọi người khác nhau, nhưng mà hãy bỏ hận thù. Xin cảm ơn ông rất nhiều cho cái chia sẻ của ông về tấm ảnh rất độc đáo. Và rất hy vọng qua phóng sự này cũng sẽ góp thêm phần vào việc tìm thấy được một nửa còn lại của tấm ảnh người lính
của phía Việt Nam Cộng Hòa, những người nào hoặc là người thân hoặc là người biết người lính này, xin hãy liên lạc với chúng tôi để chúng ta có thể hoàn thành, có thể kết thúc được câu chuyện ở đây. Xin cảm ơn ông rất nhiều.